Chiều ngày 19 tháng 12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2022. Tại buổi họp báo, thì nhiều câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến các vấn đề đã được các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thông tin kịp thời. Đáng chú ý, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đã bác thông tin mạng xã hội thời gian qua lan truyền bài viết cho rằng khoảng 4.700 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Hà Nội xin nghỉ việc thời gian qua do đơn vị siết chặt kỷ luật. Số lượng kỷ luật trong cái 2 năm vừa qua thì nó tầm khoảng 170, dao động 170, mỗi năm khoảng 170. Và báo cáo 170 trên 20.000 thì chắc có nghĩ là một cái tỷ lệ rất là nhỏ. Tôi đã phân tích nó có mấy cái loại như thế này. Cái phần lớn trong cái số này là rơi vào cái dạng là gì? Là trình độ năng lực phẩm chất đạo đức kém. Rất có vấn đề mà thuộc cái diện mà chuẩn bị là tinh giản biên chế theo nghị định 39 theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị cũng như là quy định của Bộ Nga. Cái dạng thứ hai là gì? Là cái số mà điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn neo đơn, bố mẹ già yếu, vợ chồng ly hôn, con cái thì nhỏ. Giữa cái chuyện xuất ngũ ra khỏi ngành với cái chuyện kỷ luật nó hầu như nó không có liên hệ gì với nhau lắm. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định số xin xuất ngũ không có gì đột biến khi duy trì ở mức 150 đến 160 người mỗi năm. Việc Công an Hà Nội tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm, xem xét xử lý đúng quy định đảm bảo có tình, có lý. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an Hà Nội xác nhận có việc trưởng Công an quận Đống Đa xin nghỉ hưu sớm nhưng xuất phát từ vấn đề sức khỏe, còn trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn sức khỏe tốt, không có chuyện vì siết chặt kỷ luật kỷ cương mà xin xuất ngũ. Đồng chí trưởng quận Đống Đa, đồng chí Phương là gì? Đồng chí là một là đồng chí bị tiểu đường rất nặng, hai đồng chí bị thiên đồ thống, vừa mổ mắt bây giờ mắt mờ hết rồi, nhìn thấy thì đồng chí có làm đơn xin nghỉ, có làm đơn xin nghỉ là do sức khỏe, là đồng chí tự nguyện. Còn đồng chí Hùng bây giờ là trưởng quận Hoàn Kiếm thì sức khỏe còn bao la, còn phục vụ công hiến tốt, thậm chí có khi còn phục vụ đến 60 tuổi, mà trái làm gì nó làm tốt chẳng có vấn đề gì cả. Thế báo cáo với đồng chí là gì, một lần nữa tôi khẳng định là gì, là hoàn toàn không có cái chuyện vì kỷ luật siết chặt cái luật kỷ cương mà dẫn đến cán bộ xuất ngũ nhiều. Đấy, tôi đã chứng minh và báo cáo gì thì tôi yêu cầu cơ quan tổ chức cán bộ là tất cả các trường hợp xin xuất ngũ đều phải ghi lại cho tôi số điện thoại, mà tôi là người điện trực tiếp, tôi khảo sát, tôi phỏng vấn là lý do tại sao nghỉ. Ngoài ra, trong buổi họp báo, Bộ Công an cho biết với vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát và công ty An Đông, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can, còn lại đang tập trung xem xét, xử lý triệt để trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa mới giải cứu thành công bé gái 5 tuổi dưới hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét. Trước đó thì vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 12, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch đã nhận được tin báo một bé gái rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường đang thi công khu đô thị Thăng Long Home, Hiệp Phước ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Tại hiện trường, đội đã phát hiện một bé gái dưới hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét, đường kính khoảng 40 cm. Sau khi trấn an tinh thần của bé gái, các thành viên đội cứu hộ sử dụng các thiết bị chuyên dùng luồn dây đai quanh người nạn nhân, gần 20 phút sau thành công đưa bé gái lên mặt đất an toàn. Sau khi sơ cứu thì bé gái cũng đã được đưa đến phòng khám đa khoa gần đó để theo dõi. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, về nhà cùng với gia đình. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chuyên đề giải pháp cải tạo chung cư cũ và quản lý vận hành chung cư. Góp ý về luật nhà ở sửa đổi, nhiều đơn vị cho rằng cần phải có thêm các quy định để vận hành nhà chung cư được hiệu quả. Trong đó cần quy định cụ thể về phí dịch vụ. Chúng tôi đề xuất là cái phí dịch vụ này thì chỉ là cái phần chi phí mà tạm ứng trước của cư dân đối với chủ đầu tư. Khi bàn giao quản trị thì chủ đầu tư có trách nhiệm phải minh bạch các khoản thu chi và chúng ta trừ cái phần này đi, và nếu mà chúng ta thừa sẽ bàn giao lại cho ban quản trị. Quản lý nhà chung cư cũng đang gặp nhiều vấn đề nổi cộm, trong đó xoay quanh mối quan hệ bốn bên: cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành. Đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần này, cần có quy định chặt chẽ hơn việc thành lập đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Anh nhân viên kỹ thuật, chị vệ sinh cũng thể mở công ty quản lý vận hành. Thực sự đây là một điều mà cần phải siết chặt lại. Có thể đâu chúng ta bây giờ về thủ tục hành chính phải thông thoáng, không có những cái điều kiện giấy phép con, nhưng tuy nhiên điều kiện này, cái nội dung này cũng cần cơ quan soạn thảo có những cái chế tài mạnh hơn hoặc còn là siết chặt hơn.
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý vận hành nhà chung cư đã được Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội và chỉ còn 10% số chung cư là có các bất cập. Trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã có nhiều cải tiến trong tổ chức hội nghị nhà chung cư như lấy phiếu, giảm họp tập trung, điều kiện tham gia ban quản trị phải có chuyên môn. Quy định về cái việc bàn giao cái công trình hạ tầng kỹ thuật của nhà chung cư thì trước đây thì luật nhà ở cũ thì cũng không có quy định, cho nên là trên thực tế là cũng còn xảy ra những cái vướng mắc. Cho nên là trong cái dự thảo mới này thì chúng tôi cũng đã có những quy định về cái thời điểm bàn giao, rồi cách thức bàn giao, rồi là thành phần để bàn giao cái công trình hạ tầng kỹ thuật này, trách nhiệm quản lý, duy tu, khai thác thuộc về ai sau khi bàn giao. Về việc cải tạo chung cư cũ, nhiều ý kiến đề xuất cần có thêm các chính sách đột phá trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư cải tạo. Vì hiện nay cứ tham gia cải tạo là chắc chắn lỗ nên nhiều đơn vị không thiết tha với lĩnh vực này.